Sau khi chúng ta đã tạo ra xong cái thành phần là CRUD. CRUD cho một cái bảng đó là bảng category và bảng product và chúng ta đã cấu hình cho cái thành phần là product trong cái module admin. Công việc tiếp theo của chúng ta sẽ tìm hiểu đó là cái luồng dữ liệu chạy từ trên view sang controller của cái easy này thì chúng ta sẽ tiến hành đầu tiên chúng ta sẽ vào với lại uh, module admin controller product và action create để chúng ta tìm hiểu chúng ta sẽ đóng hết thành phần này lại sau đấy chúng ta mở lại từ đầu nhìn nó dễ nhá module chúng ta sẽ có module đó là cái module này và product chúng ta sẽ nhìn vào đây thấy được là đây là controller tên của controller đây là tên của action tương ứng chúng ta sẽ tìm vào product controller và action create chúng ta sẽ thấy được cái thông tin trong toàn bộ action này chúng ta sẽ thấy được là mô đồ khai báo một biến mô đồ bằng new product cái này là chúng ta đã khởi tạo cái mô đồ mà chúng ta vừa sinh ra ở bước trước đúng không mô đồ sau đấy chúng ta sẽ có zip gender zip gender create đây là cái cách mà egg nó gọi một cái view từ controller đấy. thì khi đấy chúng ta sẽ có là cds view làm sao để nó gọi được là controller product và cds view thì rất là may là egg nó sẽ quy định cho chúng ta là tên controller thì cùng cùng tên với lại cái folder mà nó sinh ra trong thư mục view đấy, folder nó sinh ra trong thư mục view thì chúng ta sẽ có được cái tên folder trùng với lại tên của controller. Ở đây các bạn nhìn thấy này, tên controller là product và tên model tương ứng. Đấy, nó sẽ có cái thư mục tương ứng. Thì trong phần này các bạn để ý nó render ra create, chúng ta sẽ tìm đến file view create trong thư mục product. Chúng ta sẽ thấy tìm đến file create. Trong file create chúng ta sẽ có tiếp là this gender partial form đây là sẽ sinh ra một thành phần một phần của form để nó tự lốt vào bởi vì trong cái easy nó sẽ dùng với form trong cái action là create và update là cùng một là một đây nó sẽ dùng với lại gender party of form chúng ta sẽ vào với lại view form đó trong cái view form này các bạn sẽ thấy được là cái view nó hơi khác so với cái html của chúng ta thì cái này chúng ta cùng tìm hiểu thì chúng ta sẽ vào trong cái easy framework chúng ta vào documentation, chọn API 1.1. Sau đấy chúng ta sẽ tìm đến cái system.web.form mà chúng ta chọn vào form input element. Thì nó sẽ thấy được các cái quy định của easy quy định cho chúng ta đó là text field thì nó sẽ tương ứng input type bằng file field, đấy, hidden field vân vân và vân vân. Thì trong này nó sẽ sử dụng cái engine view engine cái này tôi gọi là view engine của Easy để chúng ta có được cái thông tin này. Và khi chúng ta có cái view engine nó sẽ được biên dịch trên trình duyệt nó sẽ thành cái giao diện như thế này. Và khi người dùng click vào create thì trong cái controller product chúng ta sẽ có là create nó sẽ lắng nghe là nếu như tồn tại cái post product thì chúng ta sẽ gán lấy được tất cả các thông tin người dùng post lên, gán lại cho attribute của cái mô product này và sau đấy chúng ta tiến hành là mô đồ chấm xếp như vậy nó xếp toàn bộ thông tin người dùng nhập vào vào trong database đấy, vào trong database tiếp theo bây giờ chúng ta sẽ xử lý cái form này đấy, thì chúng ta sẽ có là category ID thì mỗi sản phẩm thì đều có một category ở đấy thì bây giờ chúng ta phải sinh ra cái drop down it drop down it cho cái form nhập liệu này thế để sinh ra cái drop down list trong form nhập liệu này thì các bạn sẽ quay lại với lại cái easy form này chúng ta sẽ tìm nó là cái gì nhỉ drop down list Đấy, chúng ta sẽ copy drop down list chúng ta sẽ thay vào cái form view đó là category text view drop down list trong cái drop down list này của chúng ta cần phải có dữ liệu dữ liệu Data. dữ liệu data thì cái dữ liệu data này chúng ta sẽ phải select ở trong bảng category để chúng ta hiển thị nó lên trên form này thì trong easy cái cơ chế truyền dữ liệu từ bên controller xuống view thì chúng ta sẽ sử dụng hết ở trong sử dụng hết ở trong cái action và chúng ta sẽ truyền toàn bộ dữ liệu từ controller sang view thông qua cái array này và chúng ta muốn truyền bao nhiêu cái dữ liệu sang thì chúng ta sẽ thêm bấy nhiêu phần tử cho cái mảng này chúng ta sẽ có biến data bằng đô la data và cái đô la data này các bạn tạm thời gắn cho nó là bằng một cái ở đây bằng một cái ở đây và khi chúng ta truyền data sang thì bên create của chúng ta chúng ta cũng sẽ nhận được cái biến data này chúng ta sẽ có create data và bên create data chúng ta lại gọi sang form nên chúng ta lại chuyển tiếp cái dữ liệu này sang bên cái file form. Như vậy là chúng ta sẽ refresh, chúng ta sẽ có được cái codebook. Hiện tại codebook của chúng ta chưa có data bởi vì chúng ta chưa lấy dữ liệu từ bên database sang. Thì về chúng ta sẽ sử dụng cái hàm trong model để chúng ta lấy dữ liệu ra. Để làm được cái việc đấy chúng ta sẽ vào trong model. Ở đây chúng ta lấy ra là bảng category. Lên chúng ta sẽ vào với model category chúng ta viết model category. Chúng ta sẽ có là gì đây? Public function get on category get on cat. Thì trong easy hỗ trợ cho chúng ta cái cách lấy dữ liệu, chúng ta sẽ có Dollar data bằng chúng ta sẽ viết theo này category model và fin on fin on sau đấy chúng ta return data cái bước này là tương tự như cái việc chúng ta select sao from category để lấy ra tất cả bản ghi sau khi chúng ta đã có được cái lấy được ra như thế này chúng ta sẽ vào bên product và chúng ta khởi tạo ra cái gì đây cast ta tính được à, thế nên nếu tạo ra tích chúng ta đỡ phải new nhé tạo static đi static có cái hay có cái dở của nó đấy thì chúng ta sẽ có cat bằng category 2 chấm chúng ta sẽ get on đặt get on cat sau khi chúng ta lấy được cái dữ liệu này ra thì chúng ta sẽ phải chuyển đổi cái dữ liệu này thành chúng ta echo ra để cho bạn nhìn thấy Prayer print đây khi chúng ta lấy được ra cái dữ liệu này thì chúng ta sẽ trả về một cái đối tượng và chúng ta f5 lại này. Đó, array hiện tại bây giờ category của chúng ta đang đang rỗng chúng ta sẽ quay lại với lại cái biến category nhá để chúng ta thêm chúng ta có category chúng ta có create category chúng ta có gì đây đeo một Date Create là ngày hôm nay đúng không? 2015 Bao nhiêu nhỉ? Ờ, 2016 5 tháng ngày 01 Ngày Năm. 05 Create Sau đấy chúng ta có danh sách Tiếp theo chúng ta có là gì đấy? HP đúng không? À. HP Status bằng 1 Create Gì nữa? Asus à, viết nào? À, sút đúng không? một, đấy, Cửa đi hết. Rồi chúng ta tạo thời thế, chúng ta sẽ chuyển sang product. thì khi đấy chúng ta sẽ lấy được ra cái dữ liệu là cái đối tượng. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển cái đối tượng này thành thành mảng. để chuyển đối tượng thành mảng thì chúng ta có cái hàm gì nhỉ? à chúng ta sẽ có comment lại. chúng ta sẽ có data bằng bằng cái gì? cht gì nhỉ? nít data và trong cái nít data này chúng ta cần có ba tham số tham số thứ nhất là cái mô đồ của chúng ta tham số thứ hai sẽ là cái id của bảng category chúng ta sẽ có id của bảng category cat id cat id và cat name đâu rồi cat name khi chúng ta chuyển cái CHTML list data như này thì chúng ta lại echo lại thành phần này. Thì khi đấy chúng ta sẽ chuyển cái đối tượng này thành một mảng. À, một mảng thì chúng ta sẽ có cat và chúng ta refresh lại. lỗi gì không? Đấy. Chúng ta sẽ chuyển thành một mảng. Và khi chúng ta chuyển thành một mảng thì chúng ta chuyển sang bên 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 uh, view. Chúng ta sẽ có được cái data như vậy là chúng ta đã tương tác được với thành phần là category. Tất nhiên bây giờ chúng ta sẽ có được cái một cái option nữa là cho người dùng. Nếu như người dùng không chọn thì chúng ta sẽ đưa ra thông báo là người dùng phải chọn. Thì chúng ta sẽ có được cái thông tin đấy bằng cách là chúng ta dùng với lại cái 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 cái, cái ô chọn là mời bạn chọn là category đúng không? chúng ta phải có cái đấy chúng ta sẽ vào cái thư mục uh, photic View uh, product form product form đây chúng ta sẽ có cái option nữa cho vào đây để chúng ta báo cho người dùng biết là mày phải chọn category à, chúng ta sẽ thêm vào cái uh, dropdown này một cái tham số nữa đó là một cái mảng chúng ta có empty bằng select category thì khi đấy khi khi đấy chúng ta sẽ uh, có được cái thông tin à hai dấu phẩy thì cho thành một thì chúng ta sẽ có ở đây chúng ta sẽ có là select category đấy là cái giá trị mặc định của cái gì nhỉ category Rồi.